riêng cái đường bóng này ấy, đấy tôi chuyển cho Beckham này, mình cứ ra cánh thôi, cứ giật cánh mình góp về này, xong mình vào giữa này là công thức rồi đấy. Bây giờ mình giật lại một chút xa cũng được này. Nói cái gì nữa đi. Đừng có nói FD là không hữu dụng. Sao team MU 26.148 tỷ. Rồi đầu tiên là đội hình này. Wow, CL7 22T cộng 7. Cộng 7 là con số nó không được dừng lại này. Đấy, chắc là đang đợi hóa 8 đúng không? Uầy, con 7 CL7 này mà lên quả 22T cộng 8 thì thôi nhờ. Con này gốc 8 không phạt, ai chả biết thế. Nhưng anh em đã có những con hàng cộng 7 kiểu như này chưa? Uầy, CL7 này 22T cộng 7 chỉ số ngon đét luôn. Thông fan thì hôm nọ vừa đập lên cộng 8 duy nhất server rồi. Đây thì bác chủ hạc đang đợi đấy, đang đợi. Tiếp theo nữa chúng ta có Bruno Fernandes ở một thẻ 2 đi cộng 7 ở vị trí CM. Ai chào ơi, CM này. Chỉ số gọi là chỉ số ở mức gọi là mức tạm được. Tôi nhìn thì gọi là tạm được. Beckham phải đá bên này chứ nhở. Đấy, nếu mà thích kiểu đá dập cánh. Riêng của Beckham này ấy, ZD 2 chân như 1, mùa nào cũng thế. Mùa icon là ngon nhất. Tạt bóng lên đến 141 cơ à. Sút xa 140 này. Vị trí cánh trái chúng ta có Jogbest RWB ở vị trí icon, một thẻ icon xem nào. Giá đó khoảng gần 1.000 tỷ, hơn 1.000 tỷ một tí. Tiếp theo có Pogba và Van der Beek. Van der Beek để cân lương à? Van der Beek tại sao không cố gắng lấy quả HG nhỉ? Mẹ HG 8 ngon luôn đấy. Pogba EBS cộng 8. Chỉ số cũng khá là đẹp trai. Lực sút đến 135. Mẹ con này mà sút sao FD hoặc lắp cái cung cho là FD cho thì thôi rồi luôn đấy. Ngoài ra chúng ta có Vidic ở một thẻ icon cộng 7. Uầy. Bác này chuẩn bị lên hóa 8 này. Cái quả cộng 7 là chuẩn bị hóa 8 này. Đợi phôi thôi. Đợi đúng phôi thôi. Nếu mà là hóa 8 thì nó đúng kiểu mãnh thú luôn ấy. Quái vật luôn mà. Rồi, Rio Ferdinand ở mùa thẻ ITM cộng 2. Wow, 131. Tốc độ 130. Đánh đầu lên tới 133 cơ. Thế này soạn được bạn gãy chân luôn rồi. Ngoài ra chúng ta có Van der Sar LH cộng 9. Ở dưới thế nào có Forlan 23HR cộng 6. Lại một con hàng Wayne Rooney này. Toàn nhiều con cộng 7 hết nhờ. Wayne Rooney ở một thẻ RTN cộng 7 này. Radford BOE cộng 9. Squire Tiger à. Trời ơi, Squire Tiger tại sao thay cho Van der Beek nhờ. Squire Tiger đá hay hơn rất nhiều. Tôi đang phân vân tại sao cho Rooney đá cho Bruno Fernandes nhờ. Rooney thay cho Bruno này là hợp lý luôn này. Trời ơi, nó cam rồi nó sút xa cho thì GK chỉ có vào lưới chặt bóng thôi ấy. Rồi xem là còn ai nữa không. Ngoài ra có Zlatan này, Sanchez FA ở mùa thẻ cộng 8. Park Ji-sung này, Mason Mount, Casemiro này, Sosa, Malaysia này, lương 20 à? Đấy, thay cho cả Alex Telles đi. Xoài ơi, nó uy tín lớn. 250 lương này. Nani mình kéo lên trên này đi. Fred Gunkup. Ui, Bellingham cộng 10 này. Bellingham cộng 10 này chắc là duy nhất server chưa nhỉ? Nói chung là team này gọi là đẹp rồi. Quá đẹp luôn rồi. Đó, đấy, sơ sơ về cơ bản là như này. Rồi và sang chuyển thuật đội nha. Chuyển sang này này. Đây sẽ là gì? Áp lực khi xử lý bóng lỗi này. Chuyển thuật đơn này. Xẻ nách chạy chỗ. Chạy chỗ này. Xẻ nách này. Hai cái này thì mình sẽ để bám biên này. Chờ cánh này. Chọc khe này. Đây sẽ để bám biên này. Chọc khe này. Chờ cánh. Hai cái này thì mới để tấn công cân bằng nhá. Đấy. Không tham gia tấn công. Ok ở đấy. Đấy. Tiếp cơ bản mũ nó chỉ là như này thôi. Làm quả FD dọa nó cả. Tính sao? Vào đấy. Tôi bảo rồi mà, riêng của Rudy này đứng ở chỗ vòng cái vòng cung này này, đóng cho chỉ có vào thôi. RTN cũng 7 cơ mà. Drop bet này. Đi làm gì vậy? Nice. Vậy vẫn ngoài vòng cấm nha. Kéo gôn ở trong hài vãi trưởng. Đố bao giờ vào ấy? À hay. Hay nha quả đấy hay. Mình tưởng đi góc gần. Quả Siva chỉ số khôn ấy. Riêng cái đường bóng này ấy. Đấy. Tôi chuyển cho Beckham này. Mình cứ ra cánh thôi. Cứ giật cánh xong mình góp về này. Xong mình vào giữa này.
là công thức rồi. Đấy, bây giờ mình giật lại một chút xa cũng được này. Siêu! Nói cái gì đó đi. Đừng có ngạc nhiên, quả này. Nope. Cái đường bóng đi nhẹ vãi cứt. Mày này. Spider. Để mà nói về CDM của MU ấy, Spider là toàn diện nhất. Không ai có thể qua được Spider cả ở vị trí CDM. Đừng có nói FD là không hữu dụng, nó chỉ cho những người không biết FD thôi. Siêu! Đáng mê thế này cơ mà. Nhưng mà đối thủ ao làm nào? Đá để cho đối thủ ao làm nào nhỉ? Nào Katona này. Beckham. Hai bàn. Đá đến chết luôn, không ao, đá đến chết luôn. Làm chủ hoặc làm phê năng vi đích với Spider ITM lên 5 là đẹp đấy. Vấn đề là lương. Biết là đẹp rồi, lương đâu? Ok. Chúng tôi cần một bàn nữa. Rồi, anh 7 rồi đấy. Nó đến rồi. Không thể khác được. Lượng. Yo. Đài lót này. Béo khám. Xoay. Xoay. Em phải truyền từ cánh vào nhờ. Đánh cánh nó nét thế này cơ mà. Đấy là tôi chưa tận dụng tạt cánh đánh đầu rồi nhá. Lỗi à? Rồi. Lỗi đạt nhá. Wow. Khó nha. Khó đấy, Squidiger này. Nếu qua đầu của Rafford thì vào. Mày không qua được đầu kìa. Nhẹ nhàng, hai quả. Đừng có ao, xin đấy, đừng có ao. Mày trông giống lắm. Trông giống lắm, bảo rồi mà. Xin đừng có ao rồi. Nào, Nani. Mày nữa đi. Lại cọc nữa. Má, mày cọc hoài. C7. Một phát FD. Một nửa phần thưởng. Cặp với D. Hai quả FD. Sạch. Nghệ tên nhờ. Anh 7. Ua luôn mà. Làm sao? Như nào? Nope. À. Sụt ghê đấy. Rồi. Rồi chắc chỉ mọc. Ok. Nào đây rồi, hình như quả đá phạt này được đấy. Được đấy, nào. Siêu đây anh em ơi. Chuẩn bị siêu này. Không, quả này nếu mà anh 7 vào treo thưởng ấy, thưởng to đấy. Tôi biết mà. Oh.
đau quá men. Mày đéo xúc phạt được vào quả nào luôn ạ. Trời ơi. Mày xúc phạt đen dữ vậy trời. Được hết. À. À. Ghê quá nhỉ. Làm bàn nữa nào. Thôi xong. Đây rồi em ơi. Lên nòng rồi đấy. Trời ơi, xúc quả nghệ thế nhở. Anh bảy xúc quả nghệ thật. Nghệ. Không, mục tiêu hiệp 1 phải ghi được 3 bàn thì mới ăn được kèo của Jun. Hiệp 1 không ghi được 3 bàn khó ăn kèo lắm. Không biết nhất phải là 2 bàn. Trời ơi, bốc quá. Ben. Yeah. Ơ, hình như là vấp vào chân của Nani cơ mà. Còn hai bàn gỡ được. Cố lên. 10 phút cho 2 bàn thắng. 10 phút cho 2 bàn thắng vẫn còn nguyên. Còn 9 phút nữa. Yeah. Vẫn kịp nha, dù nơi anh vẫn kịp đấy. Nào, cướp quả bóng. Cướp quả bóng. Ok. Còn nguyên này. Ok. Sao tới giờ toàn mất bóng vậy? Còn nguyên. Rồi. Anh bảy đâu nhờ? Anh bảy đâu nhờ? Này, bóng cuối rồi. Trời ơi! Ai xin? Phút 90 cộng 2 kìa. Nghẹt thở. Diego Forlan. đúng phút cuối bằng kiểu luôn. Cỏ gót chớ không anh em? Đâu nhỉ? Cỏ gót đâu nhỉ? Rồi. Ôi, gót quả nghệ. Đúng nghệ.